Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Sở Công Thương Hà Tĩnh vừa tổ chức tập huấn phổ biến và tuyên truyền về sản xuất tiêu dùng bền vững năm 2024. Trong thời gian một buổi hơn 100 cán bộ các phòng ban ngành đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo các hội đoàn thể xã thị trấn và một số doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện đã được giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thương mại Bộ Công Thương phổ biến chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 889QDTTG ngày 24 tháng 6 năm 2020 và kế hoạch số 484 ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện chương trình trên địa bàn và kế hoạch số 484 ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh. Cung cấp các thông tin kiến thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, đồng thời thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó đã giới thiệu một số mô hình về sản xuất sạch hơn, sản xuất tiêu dùng bền vững, kinh tế tuần hoàn trên cả nước. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp tổ chức cá nhân về sản xuất và tiêu dùng bền vững từ sản xuất lưu thông phân phối tiêu dùng tái chế tái sử dụng huy động sự tham gia đóng góp của mọi thành phần trong xã hội trong đó doanh nghiệp và người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm